Xin mến chào cô bác anh chị và các bạn thân mến. Có lẽ là trong cuộc đời này thì không có cái nỗi đau nào bằng cái cảm giác khi mà bị chính cái người chồng của mình, người mà đầu ấp tay gối với mình, mà giờ đây người chồng của mình phản bội mình, ngoại tình. Đáng nói là nó như thế này đấy quý vị. Anh chồng này nè, ảnh phản bội vợ của ảnh, mà ảnh lại làm cái chuyện đồi bại đó trên chính cái chiếc giường của hai vợ chồng ảnh luôn quý vị nha. Và chẳng những như vậy thì cái cô gái mà làm cái chuyện bậy bạ, làm cái chuyện đòi bại đó với cái người chồng của cái chị này, thì khi mà phát hiện được thì giống như là cái chị vợ chỉ không thể tin được vào mắt của chị luôn quý vị. Tại sao mà lại là người này? Đây không phải là một cái người lạ lẫm gì, có thể nói đây là một cái người quen, mà còn rất là quen nữa là đằng khác, rất thân. Và để mà biết quen như thế nào, thân như thế nào, vì đâu mà cái chuyện nó trở nên tồi tệ như vậy, nguyên nhân nôm na cái sự tình nó diễn biến ra sao, thì sau đây Thái Võ xin mời tất cả cô bác anh chị chúng ta có thể cùng lắng nghe và theo dõi. Thưa quý vị, chị Phụng là một Việt kiều Úc, lấy chồng và định cư ở Sydney. Hồi năm ngoái thì sau khi mà chị ấy ly hôn với cái người chồng của chị ấy, thì chị Phụng này có quay trở lại Việt Nam để mà sống chung với vợ chồng của chị Phượng. Và thưa quý vị, thì trong cái câu chuyện này thì chị Phụng ở Sydney đó, ở nước Úc đó, là người chị nha quý vị, còn chị Phượng ở Việt Nam là người em. Hai vợ chồng của chị Phượng thì sau khi mà kết hôn đã được 4 năm thì hai vợ chồng cũng có được hai cô con gái sinh đôi. Cả nhà thì sống chung trong một cái căn hộ chung cư tại quận 7 do bố mẹ đã mất, để lại cho hai chị em là chị Phụng và chị Phượng. Và thưa quý vị, thì nói một chút về chị Phụng. Chị Phụng thì bằng tuổi với cái người em rể của mình, tức là chồng của chị Phượng. Tính cách của chị Phụng thì hướng ngoại, thích khiêu vũ, đôi khi là nhìn còn trẻ trung nè, vì là do là chị biết sửa soạn đó quý vị, cho nên là nhìn sành điệu lắm và còn hấp dẫn hơn so với cái người em của mình. Và theo chia sẻ từ phía của chị Phượng thì được biết, từ khi mà công ty phá sản thì cả nửa năm nay anh Thắng, tức là chồng của chị, thì chỉ ngồi ở nhà chơi game online. Chị Phượng thì phải đi làm thêm giờ ở bệnh viện để mà mới có đủ cái chi phí sinh hoạt lo cho gia đình. Mai sau là trong cái khoảng thời gian này thì chị ấy cũng có cái người chị gái của mình ở nước ngoài về phụ giúp để mà chăm lo cho con, để mà cho chị đi làm, lo cơm nước trong nhà, thì nó cũng đỡ được cái phần nào rồi. Nhưng mà đáng nói quý vị nha, dạo thời gian gần đây thì Thắng có nhiều cái biểu hiện khác lạ. Tính tình thì dễ cáu gắt, né tránh trong cái việc quan hệ vợ chồng. Chị Phượng thì luôn cho là có lẽ là chồng mình làm ăn thất bại, tâm lý thì bị chán nản, thành ra là mới như vậy thôi. Cho nên là chị ấy thì chỉ biết kiên nhẫn động viên chồng mình, từ từ rồi mình đi tìm cái công việc mới. Thưa quý vị, thì trong suốt khoảng một tháng như vậy thì chị Phượng vẫn đi làm rồi về nhà như bình thường. Mọi chuyện ở nhà thì nó khá là yên ổn. Thậm chí là khi mà đi làm về, chị được thấy nhà cửa của mình ngăn nắp, sạch sẽ, cơm nước thì có sẵn. Mọi chuyện thì vẫn chưa có gì xảy đến. Chị em thì vẫn vui vẻ hòa thuận với nhau như bình thường, không có cái chuyện gì xảy ra hết. Cho đến khi vào một cái buổi tối nọ, chị Phượng cảm thấy không được khỏe trong người, cho nên là chị ấy mới đổi ca trực và đi về nhà sớm. Nào ngờ là khi mà mở cửa vào nhà thì chị ấy mới bất ngờ, không thể tin được vào những gì mà chị ấy đã chứng kiến tận mắt. Đầu tiên là khi mà bước vô nhà thì chị ấy đã nghe được những cái âm thanh nhạy cảm phát ra từ cái phòng của hai vợ chồng. Và khi mà chị ấy bước đến phía trước của cánh cửa phòng ngủ thì trời đất, chị ấy chứng kiến cái cảnh người chị gái của mình và chồng của mình không một cái mảnh vải che thân, đang thực hiện những cái tư thế quan hệ tình dục với nhau. Chị Phượng lúc này thì gào khóc như điên dại và bỏ chạy khỏi nhà. Khi ấy thì tôi đau đớn đến mức chỉ muốn lao đầu vào ô tô để mà tự tử. Nhưng mà tôi chợt nhớ đến hai đứa con gái của mình, tôi không thể bỏ lại các con được. Và ngay sau cái sự việc đó thì vợ chồng của chị Phượng cũng đã chính thức ly hôn với nhau. Tuy nhiên thì với chị Phượng, điều mà khó khăn không thể giải quyết được đó là cái mối quan hệ chị em đã bị tổn thương đến mức nặng nề và trầm trọng, nhưng mà họ vẫn phải sống chung một nhà với nhau. Tôi thì tôi muốn làm rõ mọi chuyện, nhưng mà chị ấy thì luôn né tránh, quanh co, đổ lỗi là do là bị say rượu cho nên là bị anh ta dụ dỗ. Tôi mới tức giận lên, tôi dọa là sẽ tung hết tất cả mọi chuyện này. Thì chị ấy thách thức tôi: mày thích bôi cho chát chấu vào mặt thì mày cứ việc, chỉ một mình mày nhục nhã thôi, đời tao thì đã không ra gì rồi.
có thêm hay là bớt một chút danh dự thì cũng chẳng sao đâu. Và cũng chính vì cái điều đó mà khiến cho chị Phượng đã bị trầm cảm quá nặng nề và không thể vượt qua được cái sự ám ảnh khi mà bị phản bội, thưa quý vị. Và sau khi mà cô bác anh chị mình nghe đến đây, Thái Võ muốn quý vị mình nghe thêm, nghe tiếp thêm một chút nữa quý vị nha. Cái kết cho cái mối quan hệ chị em này, có lẽ là ai cũng đã đoán được. Nhưng mà cái việc đoán đúng hay đoán sai thì hiện tại mình chưa biết được. Quý vị có thể đoán thử và bình luận bên dưới thử quý vị nha. Và bây giờ thì để mà biết cái kết của hai chị em này ra sao, những ngày tháng tiếp theo đó, trong một cái diễn biến khi mà toàn bộ cái sự việc nó đã vỡ lẽ ra hết như vậy, hai chị em này thì vẫn phải sống chung một nhà với nhau. Vì là nhà là của chung mà quý vị. Nếu mà một bên chấp nhận dọn ra ngoài thì sẽ thiệt thòi cho bên đó, vì là phải tốn tiền thuê nhà. Vậy thì họ phải đối mặt với nhau hàng ngày ra sao? Cũng như là ở phía hai chị em này đã có những cái hành động gì? Liệu là chị em của họ có hàn gắn được cái mối quan hệ này hay không? Hay là vĩnh viễn họ từ mặt nhau? Thì mời cô bác anh chị mình cùng nghe tiếp. Đầu tiên thì Thái Võ muốn nói đến chị Phụng, tức là cái người chị mà đã gây nên bao nhiêu cái tội lỗi này. Có thể thấy thưa quý vị, chị Phụng không phải là một con người không có cảm xúc. Chị Phụng cũng tỏ ra khá là thản nhiên, hoặc là quanh co, phủ nhận cái việc làm sai trái của mình. Vì đâu ạ? Có lẽ là chỉ vì chị ta đang cố gồng mình để mà che đậy cái cảm giác xấu hổ của bản thân mình. Cho nên là ở phía của người em là chị Phượng đó quý vị, thì chị ấy đã tìm đến gặp chuyên gia tâm lý học để mà giải quyết cái trở ngại về tâm lý cho bản thân. Và sau khi mà đến gặp chuyên gia tâm lý giải bày cái sự việc, thì chuyên gia cũng đã nói ra cho chị ấy một cái lời khuyên là hai chị em tạm thời thì hãy cho nhau một chút cái không gian và cái thời gian riêng tư, tạm ngưng những cái hành động đào khoét vào cái vết thương lòng của nhau, để mà mỗi bên, mỗi người có thể nhìn nhận lại bản thân, học cái cách tha thứ cho nhau và tha thứ cho chính mình. Và sau khi mà nhận được nhiều cái sự góp ý từ vị chuyên gia, thì chị Phượng đã về nhà và nói chuyện với cái người chị gái của chị. Nhưng mà không phải là những cái lời lẽ quán trách dằn vặt như là mọi khi, mà cô chỉ tâm sự, chị ấy chỉ tâm sự với cái người chị của mình về cái nỗi đau khi mà bị ám ảnh, về những cái sự trở ngại tâm lý, và chị ấy mong muốn là được cái người chị của mình thấu hiểu cho mình. Sau khi mà chị em họ tâm sự với nhau, lúc này thì phía của chị Phụng thì vẫn chưa có cái động thái gì. Hai chị em của họ thì vẫn tiếp tục ngày qua ngày đi ra đi vào, mặc dù là phía của người em thì cũng đã không có quán trách người chị của mình nữa, tạm thả lỏng để mà cho mỗi bên có được cái khoảng không gian riêng tư và tự suy nghĩ lại chính mình hơn. Cho đến khi mà cái ngày giỗ của mẹ của các chị ấy, thì vào cái đêm đó thì chị Phụng chủ động sang phòng để mà gặp chị Phượng, tức là cái người chị gái chủ động sang phòng để tìm gặp em mình. Gần 6 tháng kể từ khi mà cái sự việc đó nó xảy ra, thì lần đầu tiên trước mặt của chị Phượng, chị Phụng khóc và nói: mỗi ngày trôi qua, tao đều cảm thấy rất là ân hận, xấu hổ và nhục nhã. Lúc này thì phía của người em cũng nói: thôi thì chị cứ ở đây, ba mẹ con tôi sẽ dọn ra ngoài ở. Và khi mà biết mẹ con của Phượng muốn dọn ra ngoài thì Phụng không cho. Thay vào đó thì chị Phụng quyết định là quay trở lại nước Úc một thời gian. Và chị Phụng cũng giống như chị Phượng, sau khi mà trở về Úc thì chị ấy cũng tham gia những cái khóa trị liệu về tâm lý, với hy vọng là có thể giúp hàn gắn cái mối quan hệ chị em này được trở lại như xưa. Và thưa quý vị, thì sau khi mà quý vị đã nghe qua cái câu chuyện này, cũng như là mình đã biết được cái kết là nó là như vậy đó, thì mình có cái suy nghĩ như thế nào ạ? Thái Võ biết là sẽ có người cho là không nên tha thứ cho cái người chị đó, hoặc là Thái Võ cũng biết là sẽ có người cho là đã là chị em thì làm sao mà bỏ nhau được và giận nhau mãi mãi được, nên vị tha và bỏ qua cho nhau thì sẽ tốt hơn. Tha thứ được cho nhau thì cứ tha cho nhau, nói làm sao thì cũng là ruột thịt mà. Ở đây thì khi mà mỗi quý vị đã biết cái câu chuyện này, thì Thái Võ nghĩ là chúng ta sẽ tin là trên đời này sẽ còn rất là nhiều những cái trường hợp giống như vậy, chứ không phải đây là những cái trường hợp ngoại lệ. Quý vị có đánh giá như thế nào? Mời tất cả cùng đóng góp ý kiến. Và nhìn chung là ngày hôm nay thì thưa quý vị, đó là một cái câu chuyện mà Thái Võ muốn chia sẻ cho tất cả những bà con, cô bác, anh chị chúng ta có thể được nghe và biết đến. Nếu quý vị nhận thấy video này là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ cho Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe, đăng ký kênh. Cần thiết thì như thường lệ, quý vị có thể share, chia sẻ cái câu chuyện này cho nhiều người được biết đến.
Cuối cùng, Thái Võ xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, yêu mến, ủng hộ và lắng nghe hết thông tin. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những thông tin kế tiếp.